Trước đó khoảng 23 giờ ngày 4 tháng 10, ông Trần Văn Di và bà Võ Thị Chiến ngụ thành phố Hồ Chí Minh là giám đốc và phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Kiên Bình đang lưu thông trên quốc lộ 61C trên xe ô tô 7 chỗ do tài xế Lại Văn Trung điều khiển. Khi đến đoạn xã Nhân Nghĩa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thì bị một nhóm người đi xe gắn máy chặn đầu, xịt hơi cay rồi tấn công bằng dao, cướp một túi sách bên trong có nhiều tiền, sau đó tưới xăng lên ô tô châm lửa đốt. Vụ tấn công đã khiến cho ba người trên xe bị phỏng nặng, nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Trần Văn Ri đã tử vong. Vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Trần Kiều Trang sinh năm 1971 là con gái ông Ri cùng 5 nghi can liên quan. Bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình, Trần Kiều Trang đã thuê người gây ra vụ án nghiêm trọng trên.